Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến mọi người phần 2 trên 5 của bài 11. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái từ mới còn lại. Từ kế tiếp ta có từ kênh. Kênh ông phán Việt là cân hay là ngân thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình. Và cái nghĩa của nó là và, với hay là cùng. Về cơ bản nó cũng gần giống như từ hở Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Miễn thiên thì cho sơ mơ. Miễn thiên thì cho sơ mơ. À, ngày mai bạn làm gì? Họ kênh ý cơ lào thủng xẻ suy hơ khá phê. Họ kênh ý cơ lào thủng sẻ suy hơ khá phê. Tôi cùng với một người bạn cũ đi uống cà phê. Nhìn mình suy nở hơ khá phê. Nhìn mình suy nở hơ khá phê. Các bạn đi đâu uống cà phê vậy? Sẻ xeo tươi men dù ý cơ khá phê tiền Sẻ xeo tươi men dù ý cơ khá phê tiền À, đối diện với trường có một cái quán cà phê cà phê tiên tiên đó là sang tiên đó quán cà phê à, quán cà phê cũng có người nói là cà phê quản à, cũng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào miễn thiên thì cho xong mà của cái gì cái lão thủng suy hơi cà phê suy nở hơi cà phê xẻ miền phê tiên Cái tiếp ta có từ y chỉ, y chỉ ở mối việc là nhất khởi, nếu mà tách ra thì từ nhất vẫn còn dùng nhiều, từ khởi cũng còn dùng nhiều. À, ý chỉ từ ý là một đó, nếu liền sau nó là thanh một, thanh hai hoặc là thanh ba, thì chúng ta sẽ đọc như thanh tư vậy, như vậy chúng ta đọc là y chỉ. À, có nghĩa là cùng nhau hoặc là với nhau. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chính thiên hoàn sang của mại <laughs> sẽ chủ trì. Chính thiên hoàn sang của Yoshi mà y xe chủ Tối hôm nay tôi muốn đi mua một ít cái dụng cụ nhà bếp Dụng cụ trong nhà bếp chủ chi từ này chúng ta có gặp rồi Chính thiên hoàn sang chúng ta cũng có thể nói tắt là chiên hoàn Chiên hoàn Của giao mại si Của si ba ba Tôi cũng muốn mua đồ chúng ta cùng đi nhé và chúng ta lưu ý phía sau y chi là động từ đó là cách dùng đầu tiên mà chúng ta gặp từ này à, chúng ta cùng đi nhé y chỉ chi ba họ chỉ đèn chi họ chỉ đèn chi được mấy giờ đi lưu ban nỉ chai cha tấn của ba lưu ban nỉ chai cha tấn của ba sáu giờ rưỡi bạn ở nhà chờ tôi nhé à, họ họ là được chúng ta cùng đọc nào chỉ nên hoàn sang Tôi要去买一些厨具. Tôi cũng muốn mua đồ, Tiếp nữa ta có từ hoa tràn, hoa tràn. với việc là họa triển, hỏa đây tức là tranh hội họa đó, còn triển là triển lãm. Như vậy họa triển có nghĩa là cái cuộc triển lãm tranh à, Chúng ta tiếp cận nó ở đây với cái nghĩa là danh từ cuộc triển lãm tranh Chúng ta xem ví dụ bên dưới Miễn thiên nhiều cơ hoa tràn ní sàng suy ma Miễn thiên nhiều cơ hoa tràn ní sàng suy ma Ngày mai có một cái cuộc triển lãm tranh Bạn có muốn đi xem không? Dù dĩ cơ hoa tràn nhưng mà từ y à, có thể nó tắt đi cho nên ngay chỗ này nói là dù cơ hoa tràn là được rồi. Chi, của chỉ đèn

3 giờ tôi sẽ ở cổng trường chờ bạn Ở trong tiếng Hoa chúng ta lưu ý là phải ở đâu mới làm gì Cho nên là trai sẽ xeo mảnh khổ Rồi mới tận đi Mảnh khô là cổng sẽ xeo mảnh khô là cổng trường Họ Họ là được Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Chính thì anh có hoa tràn Ní sẻn suy khăn mà Chuy Chúng ta chỉ đến chuy Xeo vụ sang Họ mến súng sẽ xeo chi Họ Sáng tiền sẽ xeo mến khổ tấn nị Họ Từ đây chúng ta có những cái từ mở rộng Liên quan đến cái từ hoa tràn đó Thứ nhất ta có từ hoa không Hoa không là họa Ông nói viên là họa có nghĩa là vẽ à, Là động từ vẽ Và cũng từ hoa đó à, nó có thêm cái chữ ở với đằng sau vào. Mình đọc cuốn lưỡi thì nó là tranh. Thật ra không có cái phần cuốn lưỡi đó cũng được luôn. Như vậy là hoa hoa là vẽ tranh. Hoa hoa là vẽ tranh. Chúng ta xem ví dụ. Nì huê hoa hoa mà. Nì huê hoa hoa mà. Bạn biết vẽ tranh không? Nếu biết chúng ta nói huê. Và không biết chúng ta nói bổ huê. Bổ huê. Cái tiếp hoa cha. Hoa cha là họa sĩ. Cha à, là gia Tức là chuyên gia đó, khoa trá là một chuyên gia về họa thì họa, họa sĩ thôi. kế tiếp, nếu chúng ta muốn nói là một bức tranh, chúng ta sẽ nói là y trang hoa. Y trang hoa, à, ở đây từ trang à, nó là lượng từ bức một bức tranh. Hai bức tranh là liền trang hoa, ba bức tranh là san trang hoa. Bức tranh này là trơ trang hoa, ví dụ bức tranh này rất đẹp, trơ trang hoa, hình hào khan. Rồi trang ngoài ra, trước đây chúng ta còn gặp nó với cái nghĩa khác đó là họ trương. Ví dụ như bạn Trương là xèo trang, ông Trương là trang sen sơn, chị Trương, cô Trương là trang xèo chè. Và kế tiếp nữa, xùi à, mô hoa. Xùi mô là thủy mặt, hoa là tranh, như vậy đó là tranh thủy mặt. Cái loại tranh mà người Trung Quốc chỉ dùng cái loại mực đen, mực tàu người ta mài ra và người ta vẽ lên giấy, tranh thủy mặt. Kế tiếp nữa chúng ta có từ khôn, khôn. À, âm áo Việt là khống Còn từ ở đằng sau là nhi thì nữ nhi Nam nhi rồi đó vẫn còn dùng Và từ khống này cũng còn dùng Trong một số trường hợp nhất định à, Khống có nghĩa là trống rỗng Khai khống đồ này nọ đó Vu khống Ở à, trong phạm vi của bài thì khôn Có nghĩa là rảnh, rỗi Và chúng ta lưu ý nó là một danh từ à, Cho nên có rảnh chúng ta nói dồ khôn à, Không có rảnh là mỹ dồ khôn Không có nói bủ khôn à, Bủ khôn chúng ta không nói bủ khôn được vì nó là danh từ Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xéo lị, xéo ngụ nữ dầu khôn mà Xéo lị, xéo ngụ nữ dầu khôn mà à, Chào bạn Lý Buổi chiều bạn có rảnh không vậy? dụ sắm hồ sơ sắm Có, có việc gì vậy? Quảm ơn suy tả hoàng triệu ba Quảm ơn suy tả hoàng triệu ba Hoàng triệu là tennis, quần vật Tả hoàng triệu là chơi tennis Chúng ta đi chơi tennis đi nhé À, chúng ta đi chơi quần vợt đi. Họ lưu tiền chen. Họ lưu tiền chen. Được, sáu giờ gặp. Lưu tiền chen. Rồi như vậy ta mở rộng là thêm một từ nữa là hoàng xỉu tràng. Hoàng xỉu tràng. Tràng là sân. Hoàng xỉu tràng tức là sân quần vợt. Hôm trước ta có từ duyên tuôn tràng tức là sân vận động đấy. À, chủ xỉu tràng là sân bóng đá. Kế tiếp ta có từ thứ 13 đọc là bie. Bie là tốt nghiệp. À, âm hán Việt là tốt nghiệp thì từ này vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Riêng từ pi là tốt đó có khi chúng ta sẽ à, gặp một cái âm hán Việt khác nó còn một âm đọc khác là tất. À, quản pi là hoàn tất, à, tất đó đó. Tất niên đó từ tất đó. Pie nghĩa là tốt nghiệp. Chúng ta xem ví dụ bên dưới, xèo trang ta sẽ bie là ma, xèo trang ta sẽ bie là ma. À, bạn Trương đã tốt nghiệp đại học chưa? À, cái gì đó xong rồi đến lơ ma. À, tức là cái việc đó xảy ra chưa? Ví dụ anh ấy đến chưa? Tha lại lơ ma. tha lại là đi lơ Bạn ăn cơm chưa? Rồi, xèo trang ta sẽ bí dê lơ ma. Tha dê y là. Tha dê y là. Anh ấy tốt nghiệp một năm rồi. À, bạn ấy tốt nghiệp một năm rồi. Tha sẽ... Tha sẽ chúng ta có một cái từ mở rộng tranze là chuyên ngành ông ấy việc là chuyên nghiệp nhưng mà có nghĩa là chuyên ngành bạn ấy hoặc là anh ấy học chuyên ngành gì tha trung Quốc lịch sử trung Quốc lịch sử lịch sử Trung Quốc như vậy chúng ta có mở rộng là tranze là chuyên ngành. À, chuyên ngành kế tiếp nữa ta có từ thứ 14 đó là từ gia Cha từ này âm hóa việc là gia chúng ta gặp nhiều rồi. Cha là nhà, trước đây ta gặp là nhà. Nì cha dỗ chỉ cơ rệnh, nhà bạn có mấy người. Và cha dỗ vụ cơ rệnh, nhà tôi có 5 người. Nì cha lì rệnh tố hào má. Những người trong gia đình bạn, tức là cả gia đình bạn đều khỏe hả? Và cha lì rệnh tôi hỉnh họ đó là cha là gia hoặc là gia đình. Với nghĩa là gia đình hoặc là nhà. Còn bây giờ cha ở trong phạm vi của bài này nó là lượng từ chỉ cho công ty, nhà máy, nhà hàng cửa hàng gì đều được cả à? thường nó chỉ cho những cái tổ chức rồi cha à, chúng ta xem ví dụ bên dưới chừng quên chén bén dầu sang tiền mà chừng quên chén bén dầu sang tiền mà xin hỏi phía trước có cửa hàng không à, phía trước có cửa hàng không dầu thì suy sang tiền mà sao mà dầu thì suy sang tiền mà sao mà có thấy bạn đi cửa hàng để mua gì thì suy sang tiền mà sao mà Họ sáng mài ý sẽ tôn sĩ. Họ sáng mài ý sẽ tôn sĩ. Tôi muốn mua một ít đồ. Một chút đồ gì đó. À, ý sẽ tôn sĩ. Nà che sang tiên hình ta. Nà che sang tiên hình ta. Cái cửa hàng đó rất lớn. Che là lượng từ đó. Nà che sang tiên hình ta. Sấm tôn sĩ tô dụ. Sấm tôn sĩ tô dụ. Những cái món đồ gì cũng có. Đồ gì cũng có. Thứ gì cũng có. Như vậy che dạ là nhà. À, còn ở đây là công ty à, là lượng từ của công ty như vậy một cái công ty là gia cung sư một cái nhà máy là gia cung sản một cái nhà hàng là gia phan quản phan tiên gì đó một cái cửa hàng là gia sang tiên ta nhớ vậy Kế tiếp ta có từ thứ 15 là cung sẵn sư Cung sẵn sư âm hóa việc là công trình sư từ công trình cũng còn dùng nhiều và từ sư cũng còn dùng nhiều nhưng mà công trình sư để chỉ cho cái nghĩa là kỹ sư thì trong tiếng việt mình không còn dùng nữa à, kỹ sư gì cũng nó cũng dùng cái từ cú sẵn sư này hết ta xem ví dụ xin quên sư ma xin ma xin hỏi anh của bạn là giáo viên phải không bù tha bù sư lào sư tha sư sư Bù, ta bù sư lào sư, ta sư cung trần sư. Không, anh ấy không phải là giáo viên, anh ấy là kỹ sư. Ní chè chên á, ní chè chên á, còn chị bạn. Ta sư chủ sư, ta sư chủ sư. Chị ấy là đầu bếp, ta, ta ôm lại từ này, chủ sư là đầu bếp. mà mọi, mọi người chúng ta cùng đọc nè. Chuyện quên, ní cơ gờ sư lào sư ma Bù, ta bù sư lào sư

lão là nằm trong từ lão xưa, cổ lão có nghĩa là cổ xưa cổ lão tại chen tru là một kiến trúc cổ xưa à, kiến trúc cổ xưa cổ lão tại chen tru hoặc là chen tru tao lu chen tru ngày đó có nghĩa là xây dựng tao là chỉ đạo cũng có nghĩa là con đường và lu là lộ cũng có nghĩa là đường thế tao lu ghép vào thì thành là đường xá nói chung thôi chen tru tao lu thì lúc đó là xây dựng đường xá xây dựng đường xá rồi chúng ta xem mở rộng thêm này, trụ công sư tức là công ty kiến trúc. trụ công sư, công sư là công ty, à, công ty kiến trúc. Này cơ suy cho cho Anh của bạn thường đi Bắc Kinh làm gì vậy? Tôi nghe số thay giao trai chiến, khai trụ công số thay giao chiến, khai tôi nghe nói anh ấy muốn ở Bắc Kinh mở một công ty kiến trúc như vậy thì mình phải ở trong tiếng hoa luôn phải ở đâu mới làm gì nếu dịch ra tiếng việt thì à, tôi nghe nói là anh ấy muốn mở một công ty kiến trúc ở Bắc Kinh à, vẫn nhắc hoài tức là luôn luôn là nêu nơi chốn trước mới nêu hành động như vậy là trai bày chiên rồi mới khai y chen ru cũng xưa khai là mở khai mệnh là mở cửa mời mọi người chúng ta cùng đọc nào của lò trúc

vì chúng ta chưa có đủ từ cho nên mình mới tạm ghép cái từ cung xưa trên cái từ thứ 16. bây giờ ta học chính thức nó là cung xưa là công ty à, âm hán việt là chữ công và ti à, cũng tiếng việt mình cũng dùng như vậy rồi chúng ta có nè mau di cung xưa mau di cung xưa là công ty thương mại một cái từ mau di không làm mậu dịch mậu dịch có nghĩa là buôn bán thương mại đó như vậy Mao dương công xưa là công ty thương mại tức là công ty này nó chỉ có chức năng kinh doanh mua bán thôi nó không có chức năng sản xuất Mao dương công xưa rồi Yo xe công xưa Yo xe công xưa là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty trách nhiệm hữu hạn mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Mao y công sư hữu hạn công sư kế tiếp nếu chúng ta muốn nói một cái công ty nào đó hoàn chỉnh thì chúng ta đặt cái tên riêng nó phía đằng trước ví dụ đây chúng ta có nè thay dạng thay dạng là mặt trời á thay dạng thay dạng mau di dù sen cuốn sơ như vậy là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thái dương mời mọi người chúng ta cùng đọc nào thay dạng mau di dù sen cuốn xưa. thay dạng mau di dù sen cuốn sơ Rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa. Nì ba bà chai nả cung chua. Nì ba bà chai nả cung chua. Bố của bạn làm việc ở đâu chai nả cung chua. Tha chai y chá mau yu cung sư cung chua. Tha chai y chá mau yu cung cung Ông ấy làm việc ở một công ty thương mại. Chai ở đâu mới làm gì? Chai y chá mau yu cung sư. Rồi mà cung chua. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào kế tiếp nữa ta có từ cung do thực ra từ cung do trước đây chúng ta đã gặp rồi mình có giới thiệu ở trong một cái bài nào đó à, tức là từ mở rộng nhưng hôm nay gặp nó chính thức trong bài thì mình vẫn nhắc lại cho mọi người nhớ Âm áng việc của nó là công tác à, cái nghĩa thứ nhất là động từ làm việc và cái nghĩa thứ hai là công việc chúng ta tham khảo các ví dụ bên dưới. Xịn quên thì chai nợ cung chua. quên thì nợ cung Xin hỏi bạn làm việc ở đâu trong tiếng hoa sẽ hỏi là sẽ nói là ở đâu xong rồi mới đến làm việc chai ừ. nở cung chua. 我在太阳贸易有限公司工作。我在太阳贸易有限公司工作。tôi làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương. như vậy là hai từ cung cho ở ở bên trên đó có nghĩa là làm việc rồi chúng ta khảo sát tiếp nì cung cho mạng ma mà. nì cung cho mạng ma mà. thì lúc này ta sẽ dịch là công việc của bạn có bận không nó là danh từ công việc tức là nì ta cung cho mạng ma mà. nhưng ngay chỗ này không cần dùng tên nữa không cần có từ tơ đó nữa nó dài thôi không có ý nghĩa gì oh, cung cho của thai mạng oh, cung cho của thai mạng công việc của tôi không bận lắm mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên nị dây nở cũng do của dây thay dạng mau y ở trên công sư cũng do nị cũng do mạng mà của cũng do bố thay mạng của cũng do bố thay mạng À, đến đây mình xin kết thúc phần 2 trên 5 của bài 11 xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chúc mọi người tìm được chút gì đó mà mình cần à, thân chào